Xin chào anh chị và các bạn, mình là Thành đến từ công ty công nghệ Siêu Việt, trung tâm bảo hành ủy quyền HP-DZ tại Việt Nam. Đây là một chuỗi video mà Thành sẽ cùng anh chị và các bạn tìm hiểu, cùng xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng máy INA0 HP. Vâng, và hôm nay lỗi đầu tiên mà Thành nói đến là lỗi system 01.02.10 trên các dòng máy in HP-DZ T610, 1100, 770, 1200, 790, 795 và T1300. Lỗi này thường xuất hiện trên màn hình máy in sau khi chúng ta bật máy. Khi này máy in sẽ bị treo và chúng ta sẽ không thể sử dụng được. Thế thì nguyên nhân ở đây là gì? Nguyên nhân chính là do mất kết nối giữa các bo mạch điều khiển và các bộ phận khác trong máy. Vậy khi gặp lỗi này, các anh chị và các bạn sẽ xử lý thế nào? Tắt máy khởi động lại, gọi cho bên nhà cung cấp để nhờ hỗ trợ. Không, hãy khoan đã. Trước khi anh chị và các bạn gọi hỗ trợ, chúng ta hãy làm các bước sau đây, có khi lại giải quyết được vấn đề mà không mất bất kỳ chi phí nào. Vâng, để khắc phục lỗi system 01.02.10, trước hết chúng ta tắt máy in bằng công tắc hoặc rút dây nguồn ở phía sau máy. Sau đó tháo bo mạch điều khiển và làm sạch các tiết điểm của bo mạch bằng rẻ sạch. Sau khi làm sạch, chúng ta lắp lại rồi khởi động lại máy in. Nếu máy in khởi động bình thường, không còn báo lỗi thì xin chúc mừng anh chị và các bạn. Chúng ta đã khắc phục thành công lỗi system 01.02.10 một cách đơn giản nhất. Trong trường hợp máy vẫn báo lỗi system 01.02.10 thì máy in có thể cần thay thế một trong những linh kiện như bo mạch chính hoặc bo mạch điều khiển. Để chẩn đoán chính xác lỗi system 01.02.10, anh chị hãy liên hệ với Siêutech, trung tâm bảo hành ủy quyền của HP để được hỗ trợ kỹ thuật. Số hotline 0912311289. Và khi mua linh kiện tại Siêutech, anh chị và các bạn sẽ được kỹ thuật viên của trung tâm bảo hành HP hướng dẫn trực tiếp chi tiết cách thay thế. Trong quá trình sửa chữa, hãy lưu ý tuân thủ các quy định an toàn của nhà sản xuất, không nên tháo rời hoặc chỉnh sửa các bộ phận trong máy in nếu không có kiến thức hoặc kỹ năng cần thiết. Và phần mô tả của video này, Thành có đính kèm link các linh kiện cần thiết để anh chị và các bạn có thể tìm hiểu thêm. Sắp tới đây, Thành sẽ có thêm video hướng dẫn sửa chữa lỗi system 02.1.2.10. Hãy nhớ nhấn like, đăng ký kênh để theo dõi. Xin chào các anh chị và các bạn. Audio Jungle.